Chào các bạn, đây là các quạt không chổi than 12V. Mình chế với chi phí khoảng tầm 100k nha các bạn. Mình đã từng có clip hướng dẫn chi tiết rồi. Anh em nào chưa xem có thể vô xem lại ha. Hôm nay thì mình sẽ nâng cấp nó lên phiên bản cao cấp hơn, cho nó chạy trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời luôn, không sử dụng ắc quy ngoài nha các bạn. Đây, mình sẽ có một tấm pin 6V 12W đây. Tấm pin này thì mình mua với giá 199k. Giờ mình sẽ sử dụng tấm pin này ha. Mình sạc vào hai viên pin 3650, dung lượng mỗi viên là khoảng tầm 5A nha các bạn. Rồi ngoài ra thì mình sẽ sử dụng một cái mặt bút áp mini thôi, hoặc là công suất khoảng tầm 1A thôi nha các bạn. Đây cái mã của nó đây. Thì do cái dòng của cái quạt này khi hoạt động thì thôi chỉ khoảng 0.5A thôi, nên mình sử dụng cái này ok nha các bạn. Mình sẽ bút từ 3,2V của cái pin 32650 nè lên 12V cho cái quạt này chạy ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành làm nha các bạn. Rồi, hai viên pin này thì mình tháo từ trong mấy cái đèn năng lượng nha các bạn, năng lượng mặt trời ra. Nó đã có mặt bảo vệ sẵn rồi. Thì mình sẽ giữ nguyên luôn. Mình sẽ đấu song song nó lại ha. Rồi, trên cái mặt này thì nó sẽ ký hiệu input và output nha các bạn. Các bạn đấu đúng ha, với âm dương đây. Nhớ đấu đúng ha. Rồi, hai viên pin hiện tại thì mình đấu song song nha các bạn. Mỗi viên có dung lượng là khoảng 5A, hai viên là 10A ha. Mình đấu song song. Từ đầu của hai viên pin thì mình sẽ đấu vô cái input của cái mặt bút áp ha. Các bạn nhớ đấu đúng âm dương. Cái này là output ha. Mình sẽ đo volt nha các bạn. Rồi, volt của hai viên pin hiện tại là 3,09V ha. Còn cái đầu output này, output là 12,28V nha các bạn. Rồi mình cứ để luôn ha. Các bạn nếu muốn tăng giảm volt thì mình cứ chỉnh cái đây, mình cứ chỉnh cái biến trở này ha. Từ đầu của hai viên pin thì mình sẽ đấu vào một cái dắt ha, để kết nối vô tấm pin năng lượng mặt trời. Mình sẽ cho tấm pin sạc trực tiếp vô hai viên pin này luôn, do bên trong hai viên pin đã có sẵn mặt bảo vệ rồi. Khi đầy hoặc khi yếu thì nó sẽ tự ngắt nha các bạn. Mình đã chế xong rồi nha các bạn. Với combo giống như của mình đây thì mình có thể chạy liên tục cái quạt về trong khoảng tầm 6 tiếng nha các bạn. Tại do cái tấm pin này mình đang sử dụng là tấm 6V 12W. Cái dòng thực tế của nó thì chỉ khoảng tầm 1,2A thôi, nên khối pin thì mình lắp chỉ khoảng 10A thôi nha các bạn. Nếu các bạn muốn sử dụng liên tục thời gian dài hơn thì mình có thể tăng dung lượng pin và thay bằng cái tấm pin năng lượng mặt trời to hơn ha. Rồi, với một điểm nữa là cái điều tốc này đây. Mình lúc trước mình mua chung theo cái shop bán motor này nha các bạn. Thì mình thấy cái điều tốc này khá dở. Lâu lâu mình bật nó không có ăn ha. Mình bật qua lại 2-3 lần nó mới ăn. thì các bạn có thể thay bằng điều tóc xịn hơn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Nếu thấy video hay thì hãy cho mình xin một like ha, và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Chào các bạn.